Thành phố Cần Thơ có diện tích đất tự nhiên hơn 140.800 ha, trong đó thì diện tích đất nông nghiệp chiếm 80%. Thành phố sẽ tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp để hướng đến sự phát triển nhanh và bền vững. Hiện thành phố đã có những mô hình ứng dụng nông nghiệp 4.0 giúp phát triển lĩnh vực nông nghiệp, tiêu biểu như mô hình trồng rau thủy canh theo công nghệ Israel, mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và ứng dụng điện toán đám mây, mô hình điều khiển tưới phun thuốc bảo vệ thực vật tự động trên lúa và vườn cây ăn trái. Với định hướng là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ cũng đang chuẩn bị từng bước và đã có những tiềm lực về khoa học công nghệ đào tạo phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây hứa hẹn là bước phát triển vượt bậc của thành phố Cần Thơ đối với lĩnh vực này trong thời gian tới.